Các em thân mến, cô rất vui khi được gặp các em trong tiết toán ngày hôm nay. Nào, bây giờ cô mời các em kiểm tra lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ bút, thước kẻ, sách vở và sẵn sàng cho tiết học được chưa nào? Trong bài học hôm nay là bài luyện tập chung. Chúng ta sẽ thực hành luyện tập những nội dung quan trọng sau. Nội dung thứ nhất, luyện tập về cách viết tỉ số của hai số. Nội dung thứ hai, luyện tập về cách giải bài toán dạng tìm hai số khi viết tổng và tỉ số của hai số đó. Trước khi làm bài tập, cô sẽ giúp các em ôn lại những kiến thức đó. Cách viết tỉ số của hai số A và B, ta có thể viết dưới dạng A chia B hoặc A phần B, trong đó B phải khác không các em nhé. Và để giải bài toán dạng tìm hai số khi viết tổng và tỉ số của hai số đó, ta có các bước. Bước 1, vẽ sơ đồ tóm tắt. Bước 2, dựa vào sơ đồ tóm tắt, ta tìm tổng số phần bằng nhau. Bước 3, tìm số bé và tìm số lớn. Bây giờ, các em hãy vận dụng những kiến thức đó để làm các bài tập sau đây. Bài tập 1, viết tỉ số của A và B. Viết câu A, A bằng 3, B bằng 4. Câu B, A bằng 5 mét, B bằng 7 mét. Câu C, A bằng 12 kg, B bằng 3 kg. Câu D, A bằng 6 lít, B bằng 8 lít. Bài toán đã cho các giá trị của A và B. Chúng ta sẽ viết tỉ số giữa A và B. Để làm được bài tập này thì chúng ta cần xác định số nào trước, số nào sau và số nào chia cho số nào để viết tỉ số cho đúng. Các em đã nắm được cách làm bài rồi. Bây giờ hãy tạm dừng video để làm bài nhé. Khi nào làm xong, các em hãy mở lên để kiểm tra kết quả. Bây giờ, cô mời các em cùng kiểm tra kết quả nào. Câu A, A bằng 3, B bằng 4. Ta có tỉ số của A và B là 3 phần 4. Hay 3 chia 4. Câu B, A có giá trị là 5 mét, B có giá trị là 7 mét. Vậy, tỉ số của A và B là 5 phần 7 mét. Câu C, A bằng 12 kg, B bằng 3 kg. Vậy, tỉ số của A và B là 12 phần 3 kg. Tỉ số cũng có thể rút gọn được, nên ta rút gọn 12 phần 3 kg bằng 4 kg. Câu D, A bằng 6 lít, B bằng 8 lít. Thực hiện tương tự như câu C, ta có tỉ số của A và B là 6 phần 8 lít, rút gọn bằng 3 phần 4 lít. Chúng ta đã hoàn thành xong bài tập 1. Nếu em nào làm đúng thì cô xin được chúc mừng các em nhé. Bài tập 1 vừa rồi đã giúp các em ôn lại cách viết tỉ số của hai số. Sau đây chúng ta cùng sang nội dung luyện tập thứ hai. Cô có bài tập 2 như sau. Viết số thích hợp vào ô trống. Chúng ta thấy ở cột thứ nhất, tổng của hai số là 72, tỷ số là 1/5. Ở cột thứ hai, tổng của hai số là 120, tỷ số của hai số là 1/7. Ở cột thứ ba, tổng của hai số là 45, tỷ số của hai số là 2/3. Và yêu cầu của bài toán này là tìm số bé và số lớn. Đây là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó, đúng không nào? Để làm được bài toán này, chúng ta áp dụng các bước sau. Bước 1, tóm tắt. Trong bảng này đã xác định tổng và tỉ số rồi, nên chúng ta không cần tóm tắt nữa. Bước 2, tính tổng số phần bằng nhau. Bước 3, tìm số bé và số lớn. Các em đã nắm được cách làm bài. Bây giờ các em hãy tạm dừng video để làm bài nhé. Khi nào làm bài xong, các em hãy mở lên để kiểm tra kết quả. Nào, bây giờ cô mời các em cùng kiểm tra kết quả. Cột thứ nhất, tổng của hai số là 72, tỷ số là 1/5. Chúng ta có tổng số phần bằng nhau là 6 phần, vì 1 cộng 5 bằng 6. Số bé là 1 phần,
ta tìm số bé bằng cách lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số bé. Đó là 72 chia 6 nhân 1 bằng 12. Số bé là 12. Ta tìm số lớn bằng cách lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với 5 phần của số lớn thì được kết quả số lớn là 60. Hoặc chúng ta cũng có thể lấy 72 trừ 12, tức là ta lấy tổng trừ đi số bé thì sẽ ra số lớn. Cột thứ hai, tổng của hai số là 120, tỷ số là 1/7. Chúng ta thực hiện tương tự như vậy thì tìm ra được số bé là 15 và số lớn là 105. Ở cột thứ ba, tổng của hai số là 45, tỷ số là 2/3. Chúng ta cũng áp dụng cách tính như vậy thì tìm ra số bé là 18 và số lớn là 27. Các em làm có đúng không? Nếu đúng thì cô xin được chúc mừng các em. Bài tập 2 đã giúp các em nắm vững cách tìm hai số khi biết tổng và tỷ số của hai số đó. Tiếp theo, cô mời các em vận dụng kiến thức vừa rồi để làm các bài giải toán sau. Bài tập 3, hai số có tổng bằng 1080. Tìm hai số đó, biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Trước tiên, chúng ta cần xác định xem những dữ kiện của bài toán này là gì. Bài toán đã cho tổng của hai số là 1080 và biết rằng gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Yêu cầu của bài toán là tìm hai số đó. Vậy theo các em, đây là dạng toán gì? Đây chính là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỷ số, nhưng bị khuyết đi tỷ số đấy các em ạ. Chúng ta xác định tỷ số bằng cách dựa vào điều mà bài toán cho biết, gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Điều này có nghĩa là số thứ nhất là 1/, và gấp số thứ nhất lên 7 lần thì được số thứ hai là 7/. Như vậy, chúng ta đã thấy tỷ số của hai số là 1/7. Bây giờ các em hãy tạm dừng video và vận dụng kiến thức liên quan đến dạng toán này để làm bài tập. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ đối chiếu kết quả kiểm tra. Nào, cô mời các em cùng so sánh kết quả. Trước tiên, ta thực hiện bước 1 là vẽ sơ đồ tóm tắt bài toán. Ta có số thứ nhất 1/, gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai. Như vậy, số thứ hai sẽ là 7/. Bài toán cho biết tổng của hai số là 1080. Chúng ta sẽ tìm xem số thứ nhất là bao nhiêu và số thứ hai là bao nhiêu. Tiếp theo, chúng ta áp dụng cách giải của dạng toán này để giải bài toán. Dựa vào sơ đồ tóm tắt, ta sẽ tính được tổng số phần bằng nhau. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là 1 cộng 7 bằng 8/. Sau đó, ta đi tìm số thứ nhất bằng cách ta lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số thứ nhất. Ta có 1080 chia 8 nhân 1 bằng 135. Ở đây, chúng ta có thể không nhân với 1 vì nhân với 1 cũng bằng chính nó. Để tìm số thứ hai, ta lấy tổng chia cho tổng số phần bằng nhau và nhân với số phần của số thứ hai. Ta được 1080 chia 8 nhân 7 bằng 945. Tuy nhiên, để đơn giản hơn, chúng ta sẽ tìm số thứ hai bằng cách lấy tổng của hai số trừ đi số thứ nhất thì ra được số thứ hai là 945. Vậy, số thứ nhất là 135, số thứ hai là 945. Chúng ta có thể thử lại để kiểm tra kết quả bằng cách lấy số thứ hai chia số thứ nhất sẽ bằng 7, đúng với điều bài toán cho là gấp 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai rồi đấy. Lưu ý ở bài tập này, sau khi tìm tổng số phần bằng nhau, các em cũng có thể thêm một bước, đó là tìm giá trị 1/, rồi sau đó tìm số lớn và số bé bằng cách lấy giá trị 1/ nhân với số phần các em nhé. Nào, chúng ta cùng kiểm tra xem
đáp án của cô có giống với đáp án của các em không? Nếu các em làm đúng, thì cô xin được chúc mừng các em. Chúng ta cùng sang bài tập số 4. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Bài toán cho biết, một hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Bài toán yêu cầu tìm chiều dài, chiều rộng của hình đó. Các em hãy tự xác định đây là dạng toán gì và tạm dừng video để làm bài. Sau khi làm xong thì chúng ta sẽ so sánh kết quả nhé. Bây giờ cô mời các em cùng so sánh kết quả. Bài toán này cũng là dạng toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số, vì hai số ở đây là chiều dài và chiều rộng. Bài toán cho biết nửa chu vi hình chữ nhật là 125m, mà nửa chu vi hình chữ nhật thì bằng chiều dài cộng chiều rộng, nên 125m chính là tổng của hai số, và chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, đây chính là tỉ số. Chúng ta tóm tắt bài toán như sau. Chiều rộng 2/, chiều dài 3/, tổng của hai số là 125m. Bài toán hỏi chiều dài bao nhiêu mét, chiều rộng bao nhiêu mét. Tiếp theo, chúng ta áp dụng các bước giải của bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó. Thì chúng ta sẽ thực hiện bước tiếp theo, đó là tìm tổng số phần bằng nhau. Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là 2 cộng 3 bằng 5 phần. Tìm chiều dài là số lớn, ta áp dụng quy tắc tính như bài tập 3 thì được kết quả là 75m. Ta tìm chiều rộng và có kết quả là 50m. Vậy, chiều dài là 75m, chiều rộng là 50m. Các em làm đúng không? Cô xin chúc mừng bạn nào đã làm đúng nhé. Các em à, như vậy chúng ta đã vừa hoàn thành xong các bài tập của tiết luyện tập trung ngày hôm nay. Và nội dung kiến thức quan trọng nhất mà chúng ta cần nắm vững trong tiết học hôm nay chính là cách biết tỉ số của hai số và cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đấy các em à. Trước khi kết thúc tiết học, cô có một vài lời muốn dặn dò các em, đó là xem lại bài, chuẩn bị bài tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó, sách giáo khoa trang 150. Sau cùng, cô có lời chúc sức khỏe đến các em và cô chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi. Cô thân ái chào các em.